quý vị khán giả Kim Hòa và chị Kiều Diễm hiện đang đứng trong một cái phòng mà quý vị cũng có thể thấy ngoài sau lưng chúng tôi là rất là nhiều những cái hộp nhựa. Những cái hộp nhựa đó chính là những cái thành phần nòng cốt để cho ra đời những cái sản phẩm mà chúng ta sẽ thấy lần lượt trong cái phóng sự này. Chị Diễm cho Hoàng hỏi là tất cả những cái công thức, những cái hộp nhựa ở đây đó để nó bao gồm nó bao nhiêu công thức và nó bao gồm bao nhiêu cái thực phẩm mà mình đã cho ra đời rồi. Cái phòng này á là kêu là Research and Development Laboratory của Diễm. So how nó start cái development á là từ cái from cái brain của mình. Bắt đầu mình work on cái computer, cái theory part, như cái legal part thì nó take anywhere between 2 tới 3 tuần. Rồi cái phòng này là kêu the practical research and development lab. So từ 1996 là quality ingredients tới bây giờ thì Burger Ingredients năm này là có hơn 5,000 cái intellectual property. So the okay, most of the product that we have launched in Australia through Woolworths, through Coles, through Aldi, through Costco to IGAs, we have launched products under other people's brand. And focus on make it all high end, organic, artisan, gourmet, clean labeling. Anywhere between 600 stores to 900 stores. Có nghĩa là những cái sản phẩm nào nó ra thị trường thì nó cũng phải đạt được cái chỉ tiêu của mình là từ 600 store cho tới 900 store thì mình mới đồng ý mình làm ra cái sản phẩm. Đúng rồi. Nếu mà 1-2 store là mình sẽ không có thể nào mình đầu tư vào mình. Đúng rồi, tại vì cái công sức của mình, với cái bí quyết của mình, với cái thời giờ để mình research để làm thành một cái product để go to market đó là nó take từ 2 tháng tới 6 tháng. So rất là nhiều công sức với nhiều người để hợp tác để mình thành công ra một cái product launch cho nước Úc thị trường. Vâng, kính thưa quý vị, theo như lời giải thích của chị Kiều Diễm đó thì tất cả những thì mà chúng ta thấy ở đây là nó có 5,000 loại sản phẩm khác nhau, nó đó là 5,000 công thức đã ra thị trường rồi. Vẫn hiện tại bây giờ công ty vẫn đang tiếp tục nghiên cứu thêm những cái công thức mới, những cái sản phẩm mới để mà đáp ứng được với lại cái thị hiếu là bây giờ rất là chuộng organic, rất là chuộng những cái thực phẩm nó có chất lượng cao, ít thịt và nhiều rau cải. Thì đó là những cái mà Woolworths đã order riêng, có nghĩa là đặt có một cái đơn đặt hàng riêng để mà công ty sản xuất thực phẩm của Kiều Diễm thực hành cho Woolworths. Chúng tôi sẽ, nếu có dịp thì chắc chắn là sẽ giới thiệu. Nhưng mà hiện nay tất cả những sản phẩm ra thị trường rồi, bao gồm quý vị nên nhớ là 5,000 sản phẩm. Mỗi một sản phẩm cung cấp cho từ 600 store cho tới 900 store trên toàn nước Úc, kể cả siêu thị Woolworths, Coles, Aldi, Costco của Mỹ cũng có order và dĩ nhiên là IGA cũng đã có sản phẩm rồi. Và những sản phẩm như thế nào thì chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu trong ngày hôm nay. Bởi vì họ không có cái phòng này thì sản phẩm sẽ không được cho ra thị trường. Khi mà đã thành công ở cái phòng này rồi thì bắt đầu mới move on qua cái bước kế tiếp, cái step kế tiếp để ra những cái chào, những cái sản phẩm. Kim Hoa nghĩ những cái công việc như thế này thì nếu mà chúng tôi không được quyền bước vô đây thì chắc chắn là mọi người sẽ không biết cái công trình để mà làm ra một sản phẩm là như thế nào. Và cũng rất cảm ơn chị Diễm đã cho Việt Face TV một cái cơ hội. Và chúng ta sẽ đi từng tất cả những cái khâu mà chúng ta làm từ khi bắt đầu cho tới hoàn thành một cái sản phẩm để cho khán giả có thêm được những cái idea nó là như thế nào. Đó, và quý vị, trong cái phòng này là cái phòng làm ra cái cereal, là những cái sản phẩm mà chúng ta thường hay ăn với sữa. Và chúng ta đang nhìn thấy đó là mật ong đã được nấu sôi, và những cái phần mật ong này sẽ được dùng trộn lại với những cái ngũ cốc, và sau đó thì đã đem đi sấy khô thì chúng ta sẽ có được cái sản phẩm hoàn chỉnh ra thị trường. Nhưng mà những cái sản phẩm này thì không có bán ở Woolworths, quý vị. Theo Kim Hoàng tìm hiểu thì nó bán ở David Jones, phải không? David Jones, make a high-end store like IGA, organic store, lifestyle store, and just natural healthy store. Nghĩa là những cái chỗ mà họ bán những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe, healthy food thì nó có những cái loại này, Woolworths thì không có. Ngoài ra vẫn có những cái sản phẩm đã vô Woolworths rồi, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu cho quý vị. Mình có cái liều lượng cho cái đợt làm này của mình không chị? Có nghĩa là bao nhiêu kilo mình đang mix nó lại? Cái này là mình phải làm cái batch nó small hơn, là tại vì đồ nó high end thì mình phải làm very handmade. So you can only do this consistency. So for example, cái này mình chỉ quay một lần được 20 kg thôi.
Còn nếu mà mình quay hơn nữa thì không có trộn được đàng hoàng thì nó không ra cái product có high quality, nó không có premium. Bởi vì cái này làm rất là labor intensive. Tại vì cái product của nó đặc biệt hơn, nó rất là high end, nó rất là premium. Bởi vì mình chỉ làm được, một năm mình chỉ làm được 300 tấn thôi. Mình không làm được hơn số lượng đó. Một ngày thường thường là mình làm được bao nhiêu lần như vậy? Một lần là 20kg như vậy, một ngày mình làm bao nhiêu lần như vậy chị? Một ngày chỉ làm được 300kg thôi. 300kg? Dạ. Maximum mình không muốn làm hơn nữa bởi vì chất lượng nó sẽ không đảm bảo. Trừ ra là mình làm second shift, mình làm được. Dạ. Ở đây là mình làm, nhân viên của mình là làm 9 to 5. Yes, nhưng mà mình làm được double nữa, mình mua thêm cái cement mixer. Thì mình làm được gấp 3 lần. Nếu mình có equipment thì mình làm được thêm gấp 3-4 lần. Yeah. Nhưng mà như vậy thì một ngày mình làm ra 300kg, mình có đủ để phân phát cho tất cả các retail của mình hay không? Cái này là cho Sonoma, họ làm cho cafe của them. Thì cái này là nó go through airlines, business class, it goes through hotels, and it goes through all their Sonoma stores, and it goes through all the high-end stores, David Jones. Có nghĩa là bây giờ là mình đang là sản phẩm của mình nó phải tăng lên gấp đôi mới đáp ứng được nhu cầu. Bây giờ thì mình làm, hồi đó thì mình làm dưới lầu, cái phòng của mình nhỏ hơn thì mình làm 300kg. Giờ bắt đầu hiện tại giống như là 2 tháng trước thì mình làm được 800kg. Nếu mình double shift á, hay là mình mua thêm equipment á, mình can triple to 3 lần, gấp 3 lần hay 4 lần. Yeah. Nhưng mà nếu bây giờ mình làm double hoặc là mình làm triple thì mình có cái lượng khách của mình nó có tiêu thụ hết cái sản phẩm của mình hay không? Có được, tại vì mình có nhiều khách như là Healthy Life, họ hỏi mình dùm làm under brand của them. Rồi hai nữa là Diễm tính ra cái music cho con nít để export, thì mình have the capacity để làm cho cái đó luôn. Có nghĩa là sản phẩm mình làm ra bao nhiêu cũng có thể tiêu thụ được hết. Đúng rồi, cái này đúng rất rồi. Là quan trọng. Và quý vị đó có thể nhìn thấy những cái sản phẩm này là nó chỉ có cung cấp cho những cái hãng máy bay nhưng mà chỉ là first class và business class thì mới sử dụng những sản phẩm này. Ngoài ra những cái store David Jones và những cái chỗ bán sản phẩm thức ăn healthy food dạng cao cấp thì chúng ta mới có thể mua được. Và sau khi cái công đoạn này nữa thì Kim Hoàng nghĩ là bắt đầu mình phải đem đi sấy, thì sấy bao lâu thì bắt đầu nó mới ra được sản phẩm chị? Thường thường là mình phải nướng từ 45 phút. Mình phải bỏ vô tray, cái tray của nó là phải consistent. Mình nướng xong rồi mình vô cái phòng này, là cái phòng này nó air dry lại, nó làm cho khô nhanh. Air dry xong rồi mình qua cái section này, mình dry thêm một lần nữa, thì bắt đầu mình mới pack, bởi vì đồ mình mới là giòn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới cái công đoạn nướng. Nướng 45 phút là như thế này, quý vị có thể nhìn thấy. Đây là sau khi mà chúng ta vừa trộn với mật ong rồi, giống như cái công đoạn vừa qua, và sẽ để trong cái lò nướng này 45 phút. Những cái vật liệu, những cái equipment, những cái lò nướng này cũng rất là đắt tiền và rất là đặc biệt, phải không chị? Mình có thể tiết lộ một cái lò này bao nhiêu tiền không? 90 ngàn. 90 ngàn thôi quý vị, một cái lò nhỏ như vậy. Do đó nếu mà mình muốn có một cái sản phẩm mà mình ở nhà để mình làm thì ngon như vậy thì mình phải đầu tư một cái lò nướng đó 90 ngàn lần đó. Giống như một cái gửi chén là 40 ngàn đô. Và những cái, theo Kim Hoàng thấy những cái khay, những cái tray này thôi nó cũng rất là costing, đúng không? Một cái tray là 60 đồng. Thì mình cần cỡ 7 chiếc xe này. Thì 7 chiếc xe này là 40 cái tray một chiếc. Thì cặt nữa 300 cái tray ít nhất. Vâng, đó là chúng quý vị thấy một cái công đoạn để làm ra một cái cereal mà chúng ta vẫn thường, nhà nào cũng ăn cái cereal hết. Chỉ có điều là nó có loại khác nhau. Nhưng mà Kim Hoàng nghĩ rằng bởi vì cái đây sản phẩm là sản phẩm cao cấp cho nên nó nhiều công đoạn hơn. Giống như sau khi chúng ta nướng 45 phút thì đem qua cái phòng sấy gió lại cho nó khô và nó giòn. Cái bí quyết là nó mới giữ giòn lâu. Chứ còn nếu mà nướng không mà không đem qua sấy thì nó lại không có độ giòn lâu. Đúng phải rồi. Không chị? Mà mình không phải là mình làm cereal không, mà mình làm granola, mình làm muesli, mình làm raw muesli, mình làm paleo, mình làm gluten free. Mình làm cho mấy cái brand họ cần allergen free. Vâng, sau khi mà nướng 45 phút rồi đó, đưa qua những cái lò sấy, những cái lò hong gió, thì đây là cái sản phẩm hoàn tất trước khi mà đóng gói vô bao bì. Và chúng ta sẽ nhìn thấy đây trên tay của chủ nhân Kiều Diễm, đó là một cái sản phẩm hoàn chỉnh. Và cái sản phẩm này như Kim Hoàng và chị Diễm đã nói đang được bán ở David Jones cũng như những cái health food store, những cái chỗ mà bán những cái thực phẩm tốt cho sức khỏe thì rất là dễ chúng ta có thể tìm và chúng ta có thể thử.
để mà so sánh coi nó khác như thế nào với cái sự đầu tư trang thiết bị quá đắt như thế này làm ra một cái sản phẩm, và dĩ nhiên giá thành nó cũng cao hơn những cái sản phẩm thông thường ở Woolworth nữa. Kim Hoàng thì không biết giá nhưng mà Kim Hoàng nghĩ rằng nó cao hơn. Cái này chắc 16 đồng. Dạ. À, chủ nhân tiết lộ là ở Woolworth, ở David Jones bán cái bịch này là 16 đồng. Và quý vị có cân nặng là 1 kg phải không chị? Cái này là đúng là 1 kg. 1 kg quý vị. Dạ. Yeah, đó là những cái sản phẩm mà chúng ta cũng rất là ít khi, cái ngoài thì cũng ít khi nhìn thấy cái sản phẩm này lắm, bởi vì mình cũng không có vô David Jones mua hàng bao giờ hết á. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình mới rất là ngạc nhiên, một người Việt Nam quý vị vô được thị trường của chính mạch, và không phải là một sản phẩm mà là 5.000 sản phẩm khác nhau, từ những cái rất là nhiều món. Chúng tôi sẽ dành cho quý vị một sự bất ngờ đặc biệt. Cái này chỉ là một món đầu tiên mà Kim Hoàng muốn giới thiệu cho quý vị thôi. Những hình ảnh mà quý vị đang nhìn thấy, những cái thùng này đó là những cái sản phẩm mà chúng tôi vừa mới hoàn tất xong. Và những cái sản phẩm này sẽ được giao cho những cái hãng máy bay của Úc, và nhưng mà ở hạng phổ thông, tức là economy class, thì sẽ không được phục vụ những cái sản phẩm này, mà chỉ là những cái hạng thương gia mà thôi. Đó là sự khác nhau giữa sản phẩm của công ty của chị Kiều Diễm với những công ty khác. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thêm một giai đoạn cuối cùng nữa, là hình như là vẫn chưa xong, mà trước khi ra thành phẩm thì phải trộn thêm một vài loại nữa phải không chị? Dạ, yeah, mình có hết thảy là 7 flavor. Mình có spelt maple, almond, mình có spice honey, mình có seven seed, rồi mình có ancient grains, rồi mình có paleo range, rồi mình có gluten free range, rồi Raw range. Yeah. Có nghĩa là tất cả 7 cái loại này đều có ở đây về John hết. Họ có đầy đủ mặt hàng của mình. Đúng rồi. Rồi bán ở trong Top Juice họ cũng xài đồ này nữa. Nhưng mà họ phải mua qua Sonoy mà. Nghĩa là nếu như mà ai muốn mua tới đây mua thẳng là mình cũng không bán đúng không? Phải vô. Đúng rồi. Mình phải là trung thành với người khách của mình. Thì phải mua qua Sonoy mà hết. Vâng, kính thưa quý vị, bên cạnh Kim Hoàng là anh Tường, là người anh thứ ba trong gia đình của chủ nhân Kiều Diễm, và cũng là một trong những người đã làm việc ở đây hàng ngày, phải không thưa anh? Anh cho em hỏi nè, Diễm trải qua rất là nhiều những cái khó khăn trong gia đình, mình cũng đã biết rồi. Nhưng mà cái lúc mà khó khăn nhất đó, mọi người có lòng tin là Diễm sẽ đứng lên được như ngày hôm nay hay không? Vẫn được chứ, tại vì là mình là người anh của nó, cũng đi theo nó trong suốt cuộc hành trình đó, là cũng là 16, 17 năm rồi. Từ ở khu vực này qua khu vực nọ. Thì bây giờ hôm nay là cái chỗ này nó đi qua cũng 2-3 đoạn đường đó. Cái sự qua ta từ cái chỗ Lickcom rồi tới Minto, rồi bây giờ tới đây là một cái con đường, chỗ này là chỗ cuối cùng đó. Để xây dựng lại cái phát trương lên cho nó lớn lên để... trong gia đình hợp tác với nhau để mình làm cho em mình nó được có tên tuổi thị trường Woolworth. Có nghĩa là từ 2009 khi mà gia đình Diễm bị đại nạn, em có thể dùng cái câu là bị đại nạn. Nhưng mà bởi vì là những cái người đồng hành với Diễm rất là lâu, cho nên anh vẫn tin là Diễm đứng lên được. Và ngày hôm nay năm 2018 thì Diễm đã khẳng định được với mọi người rồi, là tôi làm được những gì mà tôi nói, phải không thưa anh? Phải rồi. Đúng rồi, như cái lời của cô nói là đúng như là sự thật. Và cái, trở lại cái công việc của mình, những cái sản phẩm của mình, anh khi mà mình làm ở những cái sản phẩm này ra rồi đó, mình có hài lòng với tất cả cái kết quả mà mình gặt hái được hay không? Trong cái buổi ban đầu thì mình cũng phải là học hỏi cho cái hãng kia nó đem qua đó, mình cũng phải thì nhờ cái người ông xã của Diễm á, mới là nghiên cứu mình coi, tại vì cái thị trường của mình đâu phải cho một cái người Việt Nam mình ăn không, mà cho toàn bộ là người Úc là không đó. Với cái sản phẩm này nó không có phải nằm vô mấy cái chỗ mà bình thường, chỗ mà cái chỗ hàng cao cấp á, nên mình cũng gắng học hỏi thời gian đâu khoảng nhờ ông xã của Diễm mới làm ra được cái sản phẩm mà học hỏi đeo cái thị trường mới mà mình đi vào mấy cái chỗ này nè. Mình làm. Vậy là anh là người chỉ là phụ trách trong cái phòng này thôi và cái sản phẩm này thôi, hay là anh bao quát hết những cái sản phẩm khác? Tôi là phụ tá của ổng á, là tại vì á, là tôi coi từ trong cho ngoài về mà cái production mà cái muesli này nè. Tại vì cái muesli này nó không phải là làm như cái kiểu như mà cô nói là nướng ra rồi là nó tùy theo cái nhiệt độ nữa. Ở ngoài mà nóng quá đó thì nó tốt, mà còn mà
trời lạnh, trời mưa, trời nắng, trời gì đó mà nó đổi trời là nó bị mềm. Bởi vì mình nướng xong rồi là mình phải có một cái phòng không khí, nó cũng giống một cái lò bánh mì vậy đó. Nó mới giữ ấm được cái nhiệt độ đó thì cái nó mới là quanh trì, nó mới giòn. Vâng, nhìn thì rất là đơn giản phải không quý vị? Để mà như Kim Hoàng nói là nó cũng những cái 4-5 step đi qua, nhưng mà cái kinh nghiệm của anh Tường chia sẻ đó là nó căn cứ vào cái nhiệt độ bên ngoài nữa. Trời nắng, trời mưa, nhiệt độ 40 độ, nhiệt độ 20 độ hoặc nhiệt độ 10 độ thì tất cả nó phải có một cái adjustment. Và chỉ là những người có kinh nghiệm thì mình mới biết được rồi, cái độ nào mới là chính xác và để mà chọn ra cái sản phẩm ngon nhất phải không? Và tất cả nếu mà không có kinh nghiệm thì không ai có thể làm được. Không được, không bao giờ mà làm được ra được hết trơn, là tại vì nếu mà cô mà không có học theo những cái công thức của nó đưa ra mà cô không có làm đúng theo cái mà sự yêu cầu của cái hãng đó là người ta không có nhận cô mà làm như là sản xuất như đặt hàng như vậy đó. Bởi vì mình nhờ đó, mình cũng bỏ cái thời gian ra để mình nghiên cứu. Chứ máy nó nướng mà, nhưng mà cô phải biết chỉnh program của máy nữa. Máy thì chế ra lúc nào cũng vậy, nó nướng là cho nó bốc cái hiệu khô, cái nóng mà nó bốc khô cái ẩm ướt ra. Mà nhưng mà cô không biết chỉnh, mà cô không biết theo một cái nhiệt độ của nó đó, cô để quá thì nó bên mà nó vàng. Bởi vì trong thời gian đó mình cũng bỏ cái thời gian cũng rất là thì giờ rất nhiều để nghiên cứu mà bây giờ hôm nay nó đã thành công rồi đó. Vâng, kính thưa quý vị, gần 10 năm rồi mới được cái thành công như ngày hôm nay, chứ không phải là một sớm một chiều, và nó còn có những cái khó khăn khác nữa chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ nhé. Vâng, kính thưa quý vị, sau một cái quá trình sản xuất rồi, những gì người chủ muốn là người chủ muốn những hình ảnh mà như chúng ta đang nhìn thấy đây, đó là bắt đầu đưa đi và gửi đến tay của người tiêu dùng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ những cái xe hàng này nó sẽ chở hàng đi đâu vậy chị? Bữa nay thì mình tuần này á là mình chở thêm hết thảy là 7 tiểu bang. Tasmania, Perth, South Australia, Melbourne, New South Wales, Northern Territory. Cái hàng mà đặt cho gluten lactose free á của cái launch này á là 108.000 hộp, là equivalent to 12 chiếc xe chắc này. 108.000 hộp, nó phải dùng tới 12 chiếc xe chắc lớn như thế này mới có thể tải hết được cái số hàng này. Và tất cả sẽ đưa đều hết tới 5 tiểu bang khác, 6 tiểu bang khác ngoại trừ Sydney, bởi vì chúng ta đang ở New South Wales rồi. Nhưng mà như vậy thì bao lâu thì cái đợt order này nó lại trở lại nữa chị? Cái này là day order, mình tính theo monthly order. Nhưng mà cái order là nó come through là weekly. Weekly thì order một cỡ 3 lần. Sau một cái order như vậy là 621.000 đô. Và mỗi một tuần như vậy là cứ là mỗi một tuần là có một đợt order như vậy đó à? Mỗi một tuần là có 3 cái order giống như vậy. Ít nhất 3 tới 6 cái order giống như vậy. Vâng quý vị, mỗi một tuần có khoảng từ ít nhất là 3 cái order hoặc nhiều nhất là 6 order giống như vậy. Có nghĩa là 12 chiếc xe truck này và mỗi một cái order trị giá là 600.000 đô la. Đó là những cái thành quả mà Kiều Diễm đạt được cho tới năm nay 2018, sau rất là nhiều những khó khăn mà chúng ta đã chia sẻ với quý vị, là những cái thăng trầm tưởng chừng không có thể đứng lên được, nhưng mà thật sự ngày hôm nay đã đứng lên được và rất là tươi và rất là trẻ. Mặc dù làm việc rất là cực khổ thôi. Mình làm cái gì nó cũng là cực khổ, mồ hôi nước mắt. Mình phải funding hết mấy cái project này. Tại vì trong cái kinh nghiệm của Diễm 2009 thì Diễm cũng mượn nhà băng chút xí tiền thôi. Nhưng mà especially cái project này thì Diễm không có funding anything. Diễm làm một mình hết. Tại vì Diễm muốn tự một mình á làm ra. Mình muốn prove cho family mình á là they can trust me, they can rely on me, and they can see that I have completed a mission. And you know, it's something that for me là một cái chuyện rất là surreal. Tại vì Diễm không có ngờ là Diễm là một cái người bình thường thôi mà Diễm được vô 919 Woolworth stores. So I feel very very happy today. 919 Woolworth store trên toàn nước Úc với một người chỉ có học lớp 10 thôi quý vị. Và Diễm rất là tự hào với lại cái khả năng của mình. Có nghĩa học không phải là tất cả. Cả những gì chúng ta làm là chúng ta phải có mơ ước. Và khi mà có mơ ước rồi phải work really hard achieve được cái goal mà mình đã đưa ra. Đúng rồi. Và tại vì trong một cái journey nó rất là nhiều khó khăn. Mình sẽ có rất là cái reject. Mình phải have a lot of patience. Phải work under tremendous pressure. Phải biết mềm. Phải biết lúc nào cứng.
giống như là một cái chuyện mà Diễm được dạy á, là mình phải compare mình like the water and the rock. Họ là the rock, mình là water. Mỗi ngày á, mình negotiate một chút để mình wear cái stone nó away. And I have actually learned a lot trong 9 năm này để master cái negotiation của đó. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại những cái sản phẩm khác nữa, bởi vì có rất là nhiều những sản phẩm mà Kim Hoàng muốn giới thiệu cho quý vị. Và như Kim Hoàng nói với quý vị là trong công ty này có rất là nhiều những cái món ăn rất là đặc biệt. Hiện tại trên tay của chị Diễm này đang cầm một hộp mà Kim Hoàng thấy là để là cho baby food. Nhưng mà baby là cho bao nhiêu tháng, hoặc là những cái trẻ gọi là fish pie hả chị? Cái này là fish pie. Dạ, cho những cái trẻ em bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tháng tuổi chị? Cái range này mình đã kêu là toddler's range, là cho em bé từ 12 tháng tới 18 tháng. Yeah. Cái đồ ăn này là fresh, không có chắc preservative, không có chắc additive hay là coloring trong đây. Cái này là all natural. Fresh như vậy thì mình sẽ last được bao nhiêu ngày? Cái này mình có cái bí quyết là mình làm nó được 48 ngày shelf life. Có nghĩa là không có frozen. Nó luôn luôn nó là fresh. Như vậy. Fresh kêu là chill. Yeah. Chill fresh natural là 48 ngày shelf life. Yeah. Được, yeah. Như vậy thì khi mà ăn nó có cần phải heat up microwave hay là để là chỉ là khi mà mình về tới nhà rồi là mình chỉ ăn như vậy thôi chị? Ideally là mình recommend heat lên 30 giây. Dạ, yeah. Dạ. Yeah. Rồi, ngày hôm nay là mình làm ra sản phẩm rồi, bao lâu sau thì nó tới Woolworth? Mấy cái đồ fresh này là mình expect nó vô Woolworth within 3 ngày. Tại vì sau đó là họ còn có 45 ngày để họ bán thôi. Bởi vì mấy cái đồ này là mình phải urgent, mình phải action cho nó nhanh thật là nhanh. Cái này là weekly order. Dạ. Yeah. Có bao giờ mà cái order của mình bị return trở lại không chị? Dạ không, tại vì mình có một cái quality system, nó kêu là quality assurance, quality control. Thì mỗi lần công ty của Diễm làm một cái batch như vậy á, là mình giữ lại từ 7 hộp tới 10 hộp để mình do testing in the lab. Dạ, bởi vì cái này là mình nấu á, là lúc mà mình fill cái product á, nó kêu là hot fill 80 độ. Thì bởi vì rồi sau đó mình bỏ vô cái oven, mình để cho nó thêm 2 phút 82 độ nữa, thì đồ của mình nó không có bị bacteria hết trơn. Not very safe. For 48 days. 48 ngày như vậy. 48 ngày. Dạ. Yeah. Mình chưa bao giờ bị recall. Gắt là touch wood. Dạ. Yeah. Là cũng như mình work through a very full safety high care system. Cái sản phẩm thì mình ra đời năm nào vậy chị? Cái này là ra đời lúc 2 năm rồi. Mới 2 năm rồi. Hiện tại mình đang được nhận được order, khoảng một lần order như vậy. Một tuần lễ là mình làm ra được bao nhiêu hộp như thế này? Cái này là nó, tại vì nó new testing. Thì có hiện tại thì ra đó một tháng á, là chỉ có cỡ 25.000 hộp thôi. Tại vì cái này chỉ vô được at the moment là cỡ 300 tiệm thôi. 300 tiệm nó là new baby. Cái gì cũng vậy, là tại vì hồi đó giờ đồ baby chưa được vô fresh. Thì mình phải cho Woolworth cái time để establish cái business với cái customer base. Rồi sau đó họ thấy bán được rồi họ mới vô 900 tiệm. Yeah. 300 tiệm đó là ở Sydney, ở Victoria, ở New South Wales hay là ở đâu chị? At the moment đó là họ start in Melbourne. Melbourne là thường là cái state á, là test ground cho Woolworths. Yeah, test ground, 300 tiệm, 304 tiệm. Như vậy là khán giả ở những tiểu bang khác, Sydney, Queensland là chưa có cơ hội thưởng thức cái này. Nhưng mà cái này có bán lên high-end store. High-end store, mấy cái IGA store, About Life, Harris Farm á, thì cái đó nếu mà mình tính lại thì có đó thêm cả 200 tiệm nữa. Và 500 tiệm hết thảy. Thì khi nào mình bắt đầu mình mới distribute ra được hết 910 Woolworths store? Cái đó là mình phải, cái này là cái hiệu của cái cô Emily DePush. Thì á, là ăn thua cái cô đó, cô phải good marketing, good strategy, plan. Rồi Diễm nghĩ là phải good price nữa. Thì mình phải làm 2-3 thứ để mình strategically vô. Cũng như mình phải làm promotion, mình phải làm advertising campaign, mình phải làm good marketing campaign, rồi hay là mình launch new flavor, thì we would consider go into 900 tiệm. Hiện tại bây giờ retail nó bán bao nhiêu một hộp này ở Woolworths? Cái hộp này là 5.95 đồng một hộp. Như vậy là đắt chứ đâu có rẻ? Rất là đắt. Dạ, yeah, là tại vì thì bởi vì Diễm mới nói feedback là mình phải cho cái giá nó xuống một chút, tại vì theo cái research của Diễm á, là người mẹ đó là cái budget của họ xài cho một đứa em bé là dưới là 5 đồng. Dạ. Yeah. Như vậy thì một ngày một đứa bé nó ăn một hộp này là nó đầy đủ chất hết rồi phải không? Diễm personally thì Diễm nghĩ 2 hộp. Một hộp cho lunch, một hộp cho dinner. Rồi in between thì em bé ăn breakfast với ăn snack between the meals.
But these meals, two of them, is really good, enough nutritious for a grown toddler. Yeah. Thank you, chị. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vòng một vòng xung quanh phòng này nhé. Chúng ta đang nhìn thấy cái lò rất là lớn. Và bên trong lò đó là potato, có nghĩa là khoai tây, để mà nấu chín và chuẩn bị làm thành cái món mà chúng ta vừa mới được Kiều Diễm quảng cáo đến cho quý vị. Ở bên trong này có 220kg khoai tây quý vị. Và cần phải nấu là trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Và có ngày thì nấu một lần và có ngày phải nấu tới 2 lần như vậy thì mới đủ theo để mà làm theo cái đơn đặt hàng. Đó là những cái nồi nấu rất là commercial mà khi mà nghĩ là ở ngoài chắc chắn là không có, phải không chị? Chị có tiết lộ cái chi phí của đầu tư của cái nồi này được không chị? Dạ, cái nồi này thì cỡ 100 ngàn á. Tại vì nó made in Germany. Chỉ cỡ 100 ngàn thôi quý vị. Và đó là phải có những cái dụng cụ này thì mới ra được những cái hàng mà mình muốn. Và bây giờ thì chúng ta thấy là sau khi nấu chín rồi thì cái nồi này là nó nghiền nát khoai tây luôn đó quý vị. Và những công đoạn gần như là những công đoạn cuối cùng rồi. Khi mà cái máy nó quay thì nó có những cái dụng cụ trong đó để mà nghiền khoai tây. Và như chúng ta cũng thấy là trong cái nồi này là gà. Cái nhiệt độ là cái quan trọng nhất, bởi vì phải giữ đúng cái nhiệt độ thì cái miếng gà họ giải thích là khi họ đem ra nó mới còn nguyên vẹn, nó không có bị nát, nó không có bị bể. Nếu mà cái nhiệt độ chúng ta thấy nó cao hơn cái con số 118 thì cái miếng gà nó sẽ bị nát đi, hoặc là nó nếu mà nó cao hơn 125-30 gì đó thì nó sẽ bị dry, có bị quá khô đi và nó trở nên nó không đạt được cái chất lượng theo yêu cầu của Woolworth. Bởi vì tất cả những cái sản phẩm này làm ra đều phải theo đúng yêu cầu của Woolworth, là đơn đặt hàng lớn nhất ở đây. Trước màn hình thì quý vị cũng thấy là tất cả mọi người đang pack cái đồ ăn. Cái đồ ăn này là được bán trong khuôn cuộc mà chúng ta vừa mới thấy là chất lên xe tải đó. Sau khi xong cái giai đoạn này, họ sẽ để lạnh khoảng vài tiếng đồng hồ và tất cả sẽ được đưa ra xe tải để mà distribute tới toàn bộ những cái store của Woolworth trên khắp nước Úc. Hiện tại bây giờ là đã có 910 store và những cái hộp này nó sẽ nằm trong những cái store ở Woolworth tại tất cả các tiểu bang. Đây là một trong những cái sản phẩm đầu tiên thành công của công ty này đó quý vị. Và như chúng ta đang nhìn thấy là tất cả được cân rất là chính xác, bởi vì đó là cái uy tín của công ty. Cơm nặng bao nhiêu, thức ăn nặng bao nhiêu, con số phải gần chính xác, gần như là tuyệt đối. Bởi vì nếu như mà không may cái công ty kiểm tra thực phẩm, họ lấy một hộp và họ kiểm tra nó không đủ cái cân nặng thì toàn bộ những cái đợt hàng sẽ bị trả trở lại, mà giới chuyên môn họ gọi là recall. Mà mỗi lần như vậy thì sẽ thiệt hại tài chính rất là lớn lao. Và do đó yêu cầu công nhân ra khi mà ra sản phẩm luôn luôn phải cân. Mỗi một hộp tất cả trọng lượng đều giống như nhau. Chị Diễm cho Hoàng hỏi là cái này là cái thức ăn dành cho trẻ em từ mấy bao nhiêu tuổi vậy? Cái này là cho thức ăn kêu là junior foodies, là từ 3 tuổi tới 12 tuổi. Cái này là cái mà chị đó là chị fill the gap đó, nó không có cái loại thức ăn cho những cái lứa tuổi này, nó không hề có trên thị trường từ trước tới nay, phải không? Đúng rồi, là lúc mà 2016 Diễm do research, Diễm biết là có đồ ăn cho em bé từ 4 tháng tới 12 tháng, tới 18 tháng, rồi tới 2 tuổi rưỡi. Như rồi họ có bán đồ cho adult meal. Nhưng mà cái kép á, từ 3 tuổi tới 12 tuổi nó kêu là junior foodies á, là chưa bao giờ có ai trong in history để ra cái range này. Thì Diễm check the calculator list để start cái range này. Sau khi cái brand này của mình start là 2016, phải không? Hay 2014? 2016 là bắt đầu mình sáng tác. Ra thị trường là tháng 7 2017. Và bây giờ nó đã ra hết 910 Woolworth store trên toàn nước Úc rồi, phải không? Đúng rồi, bắt đầu là
Bắt đầu là 18 tại tháng 10, 2017 là mình vô 919 range, là lúc đó mình có 5 flavor thôi. Thì bây giờ là bữa nay là 9 tây, tháng 10, 2018 là mình ra được 10 flavor, cũng là 919 tiệm. Và bắt đầu mình sẽ đi vô Asia nữa. Mình vô Asia. Có nghĩa là thị trường Úc đó, nó đã established rồi, nó đã ổn định rồi. Bây giờ mình đưa ra thị trường quốc tế, international, mà thị trường đầu tiên sẽ là Asia. Asia. Cho em hỏi là từ năm ngoái cho tới năm nay, sau khi mà mình launch cái dòng sản phẩm này, mình đã có competition chưa? Mình cũng có người ta try, nhưng mà người ta làm không được. Là tại vì most of them là đây chỉ làm cái bán hiệu thôi. Họ không có hiểu cái Junior Foodies Research, Deep Research như Diễm. Tại Diễm là cái người sáng tác, cái người chế, cái người manufacture, cái người làm marketing, cái người làm sale, cái người have the relationship with Woolworths. Rồi là mình lúc nào mình cũng là constantly mình làm ba thứ mà người ta không làm. Mình collaborate, mình innovate, mình disrupt. Rồi mình share personal story. Bởi vì là khách của mình rất là engagement. So whether it's a client, or a consumer, or the community, they have a very strong engagement with the brand. So every time we do a Facebook post, or a LinkedIn post, or a Instagram post, mình sẽ được từ 20,000 reach tới ít nhất 250,000 reach. On your Facebook, more than 200 people follow. For reach, yeah, that's right. See how successful, phải không quý vị? Từ một người không có trường lớp nhiều, không có bài bản nhiều, chỉ bằng những cái đam mê thôi. Và bắt nguồn là từ gia đình, từ con cái, những cái nhu cầu thực tế của một đứa trẻ cần gì, tìm hiểu những cái đó. Và chị Diễm đã quyết định đưa ra thị trường những cái sản phẩm mà cho tới bây giờ, sau hơn một năm ra thị trường rồi, cũng chưa có đối thủ cạnh tranh. Và Kim Hoàng nghĩ rằng trong tương lai chắc chắn sẽ có đối thủ cạnh tranh, mà chúng ta phải cần phải work hard hơn nữa để mà keep cái brand. Đúng rồi. Thì có một cái là Diễm làm là Diễm, lúc mà Diễm ra thị trường á, Diễm là một người rất là respect competitor của mình. Bởi vì nếu mà mình biết competitor của mình nó là làm adult meal hay là làm baby meals á, là mình chỉ concentrate vô, nó kêu là new innovation category, junior beauties là của mình. Thì mình focus vô cái category đó. Bởi vì mình không có đi làm mấy cái đồ ăn người lớn để cho người ta upset. Bởi vì họ dù là mình là, bởi vì mình chưa có competition, tại vì họ cũng thấy là mình em bé, thấy mình cũng là dễ thương, cái không có vô cái category của mình. Nghĩa là người tiếng Việt nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đúng rồi, cái đó là rất là quan trọng. Thì mình làm ăn mình phải nể người ta, mình phải ái mộ người ta, mà mình học hỏi người ta nữa, thì người ta sẽ cho mình một chút xí chỗ để mình sống. Nghĩa là sân chơi nó rất là lớn, mình đừng có dẫm chân lên ai hết, mình chỉ chọn cái sân riêng của mình thôi, và mình phát triển cái khoảng sân đó thôi, phải không? Dạ đúng, Diễm là một cái rule là Diễm không có go into other people's background. I really just like to concentrate on my forte and what I do well and what I do best, and I don't really look at what my competitors doing. I just do my own thing and mind my own business. Yeah. Vâng, đó là những cái công đoạn mà quý vị thấy là mình cái đợt này mình đang làm là bao nhiêu ngàn hộp này. Một ngày á là mình làm cái này là anywhere minimum là 3,000 or 5,000 a day. But we can maximize the production to 10,000 a day if we, yes, no, double. Because a minimum là 3,500, but the girls can do up to 5,000. Còn nếu mà mình triple, mình double cái production, mình have another shift là mình can do to 10,000 a day. Yeah. Vâng, tất cả những hình ảnh trước mặt của quý vị đó là những cái loại bột, những cái nhiên liệu để mà có thể tạo ra những cái sản phẩm của công ty của chị Diễm. Nhưng mà chị Diễm cho Hoàng hỏi là tất cả những cái nguyên vật liệu này đó nó đều là của Úc hay là mình có nhập từ nước ngoài vào không? The way we work is we like to keep the business model Australian, Australian owned, Australian source and Australian manufacturer. So most of the product mình have ở đây á, là nó majority là Australian local farmers and growers. Thì for example Sunrise is Australian owned. So cái này là Kim Hoàng gặp ở đây là nó là kêu là blend prep. Blend prep là mấy cái người operator họ prepare the blend the day before. Rồi bắt đầu QA check the blend to make sure that everything's correct and precise. Rồi from the blend prep, we take it to that room. That room up there is called blending. And from the blending, it goes into the bin for packing. So nó packing, nó có hai loại packing. Packing từ 2 kg hay là 1 kg.
hay là 5kg, 10kg, 20kg. Thì cái phòng này của mình là big packing, còn cái phòng kia là small packing. All the local butcher in Australia họ mua qua một cái đại lý, giả tỷ là ở Queensland thì là mua qua The Dow. Thì ở bên New South Wales thì họ mua qua New & Co. Còn ở bên South Australia thì mua through MBL Cooperative Master Butcher. Của WA thì cũng mua của Cooperative Master Butcher. Còn ở Melbourne thì mua qua CBS Master Butcher. Tất cả những cái sản phẩm mà chị Diễm mới vừa giải thích đó là công ty của chị Diễm có nhiệm vụ là phải mix nó, trộn nó lại, blender nó lại để mà nó tạo ra cái hương vị theo đúng cái order của khách hàng. Đúng. Ví dụ như là những cái chuỗi, những cái tiệm thịt, 1.500 cái tiệm thịt trên toàn nước Úc, họ cần một cái loại sốt cho một cái sản phẩm nào đó, yeah, thì họ sẽ lấy từ đây. Và họ sẽ về họ pha trộn lại cái thịt của họ, yeah, trước khi đưa ra thị trường để bán. Đúng rồi, giống như là Diễm bán sỉ cho distributor mỗi cái tiểu bang. Thì mỗi tiểu bang có exclusivity để bán cho butcher, cho cái vùng state đó. Nhưng mà họ không được mua thẳng của Diễm, họ phải mua qua cái tiểu bang của distributor. Nghĩa là mình chỉ deal với distributor thôi. Đúng rồi, mình có 5 người khách thôi. Mình nominate, ai nominate cho mình cái người nào distributor là mình chỉ biết người đó thôi. Đúng rồi. Tất cả tiểu bang thì muốn cái gì tới người distributor đó là đúng cái rồi. Đó là cái phương cách làm ăn của mình, phải không chị? Đúng rồi, là cái phương cách làm ăn của Diễm với Verna là mình rất là pride on về honesty. Mình pride on về uy tín. Rồi mình pride on về mấy cái exclusivity. Bởi vì mình làm với cái người distributor nào cũng vậy, mình work với họ là từ 15 năm tới 21 năm. Cái relationship của mình very strong, very loyal. Mà mình cũng không bao giờ vô bắt giá của họ. Dù là có nhiều người lại hỏi mình bán thẳng nhưng mình không bán thẳng. Tại mình làm ăn là Diễm tin là mình phải có cái uy tín với cái loyalty. Là mình phải có cái trung thành với người ta. Yeah. Như vậy thì ngoài những cái sản phẩm mà mình giới thiệu cho khán giả là đi ra tới Woolworths, đi vô tới David Jones hoặc đi ra Airline, mấy cái museum, thì mình còn những cái sản phẩm mà chị nói là mình có những cái sốt xịt mà nó đi vô Pizza Hut, những cái nó có rất là nhiều những cái order của mình, không mình có thể có những cái thông tin nào mình có thể liệt kê ra hay không? Giả tỷ như công ty như Burger King hay là Domino hay là Pizza Hut, họ xài xúc xích hay là họ xài salami hay là ham, thì họ phải mua qua cái công ty như là Ham Small Good hay là Primo Small Good. Primo Small Good với Ham Small Good là khách của Diễm. Thì Burger Ingredients sẽ sáng tác đồ cho công ty đó, rồi công ty đó bán lại cho mấy cái người như là Domino hay là Burger King hay là Pizza Hut. Rồi có một cái nữa là mình also do một cái ba món đồ: chả lụa đỏ, chả lụa trắng mà bò viên nữa cho công ty Phong Hùng. Là Phong Hùng là sole distributor and sole manufacturer cho Small Good, chả lụa này cho hết shop bánh mì ở New South Wales. Dạ. Rất là ngạc nhiên đó quý vị. Quý vị chắc chắn là ai cũng ăn bánh mì thịt rồi phải không? Thì nãy chị Diễm mới vừa nói là trong mỗi bánh mì thịt nó có hai loại chả lụa, một cái màu trắng và một cái màu đỏ. Yeah. Là tất cả những cái chả lụa đó là nó từ cái chỗ này mà nó ra, nhưng mà không phải là đi thẳng tới từng lò bánh mì, shop bánh mì, mà đi tới một cái distributor chính, và từ cái distributor đó thì những cái shop bánh mì họ tới đó họ order chả lụa lại. Đúng rồi. Và mình làm cái này bao lâu rồi chị? Mình làm cái này là có 5 năm rồi. Rồi mình chế thêm một cái nước đặc biệt nữa là hết người Việt mình ở đây ăn bì mà mình ăn trong cái công tắm bị sình chả đó, thì mình Verna có chế ra một cái nước citrus để ngâm da bì lúc mà mình chặt bì ra, bì không có bị tâm. Cái đó là một cái bí quyết thì mình không có share được, như là nó là một cái organic solution mà mình chế ra. Như vậy là tất cả những cái bì đó, những cái công thức bì là những cái shop mà họ làm bì, họ đều có phải tới đây họ mua, hoặc là again họ phải đi qua distributor nữa? Đúng rồi, họ phải mua qua Phong Hùng. Là Phong Hùng là cái người sản xuất bì cho New South Wales. Phong Hùng đó là chỉ là New South Wales, còn những tiểu bang khác thì sao chị? Mấy tiểu bang khác thì họ chưa xài cái concept đó. Bởi vì cái concept mà mình găm nước da bì mình, nó bì mình nó không có bị nhớt, mà nó không có bị tâm, mà nó được long shelf life nữa. Thì cái đó là một cái recommendation của cái người mà ôm cái Phong Hùng là anh ba của mình, anh bà con của mình. Yeah. Thì cũng như là đầu quay Diễm lúc đó là mình không phải là cái job của mình là mình service khách mình không, mà mình phải constantly mình innovate để mình provide new ideas cho một cái product nó improve and advance every single day.
Có nghĩa là sau khi cái chương trình này phát sóng, bởi vì chương trình này phát sóng trên toàn nước Úc, những cái tiểu bang khác mà họ không có phong hùng bởi vì không biết mua từ đâu, thì họ có thể liên lạc với công ty chỗ này để mà họ xin làm distributor thôi, chứ không phải là retail. Thì mình sẽ có thể hợp tác bởi vì mình chưa có những tiểu bang khác, phải đúng không? Đúng rồi. Và quý vị khán giả đó có thể thấy là những cái bí quyết ở đây đang có mà nó gần gũi nhất với cộng đồng. Đó là chả lụa trắng, chả lụa đỏ trong ổ bánh mì thịt. Và ngoài ra là một cái secret, có nghĩa là một cái bí kíp để cho cái da heo nó không có bị tanh làm thế nào đó. Thì phải liên lạc với công ty của chị Kiều Diễm. Thông tin thì chắc chắn là chúng tôi sẽ cho chạy trên màn ảnh. Nếu mà quý vị có ý nghĩ là muốn làm một cái distributor nào đó ở Melbourne hoặc ở Queensland. Bởi vì chị Diễm cũng biết Melbourne dân số người Việt nó cũng tương đương như Sydney. Chắc chắn là cái nhu cầu ở Melbourne rất là lớn. Đúng rồi, thì giống như Diễm thì Diễm rất là quý khách hàng. Nhưng mà mình muốn là the first thing is mình understand the client understand mình and build a trust, and from there we can do anything. Đó là for đối với cộng đồng người Việt. Còn đối với cộng đồng người Úc thì quý vị cũng thấy là hầu hết những cái loại sausage nó xuất phát từ đây. Nhưng mà nó không có đi direct mà nó đi indirect, có nghĩa là qua những cái công ty sản xuất thịt rất là lớn như Rimmel thì ai cũng biết hết rồi. Chúng ta thấy bán rất là nhiều và tất cả những công thức của Rimmel là phải tới đây lấy từ ở đây. Đúng rồi, rồi mình also là mình distribute với mình research and development. Rồi mình make product cho một cái công ty nó kêu là Rich Meat, Bunbury Meat với Hilton Woolworth Collaboration. Một cái công ty đó mới mở ở Brisbane là 115 triệu. Thì từ cái công ty đó đó họ collaborate với Diễm để chế đồ, mấy cái đồ mới mà chưa bao giờ ra thị trường cho Woolworth. Thì bao lâu thì những cái sản phẩm mới đó sẽ được trình làng? Thì thường thường là một cái project á, là Woolworth work 6 months in advance. Thì họ sẽ give cái brief, give cái project đó cho mình trước 6 tháng. Thì by the time để mình innovate, mình work out all the theory, the new concept, the new launch, and the product going to market, it will be, so if we work from September, the product launch will be March. From September to March là mình mất khoảng 6 tháng 6 để tháng. Mà mình cho ra một cái sản phẩm mới. Quý vị cũng có thể thấy với Kiều Diễm, một cái điều mà Kim Hoàng rất là thích ở chị Diễm là chị Diễm nọ luôn luôn biết mình đứng ở chỗ nào, vẫn nói rằng mình không phải là một người học cao hiểu rộng. Và mình, chị Diễm nói là bản thân chị Diễm là cũng như là không có khiếu đi học, tới lớp 10 là đã bỏ học rồi. Nhưng mà rất là có khiếu để kiếm tiền. Và cho tới ngày hôm nay đứng được ở vị trí này, bao nhiêu sản phẩm trong Woolworth, Woolworth không làm việc mà lại chọn ngay sản phẩm của công ty chị Diễm để mà cùng làm việc, cùng tạo ra một cái sản phẩm mới. Điều đó chứng tỏ cho thấy cái thế đứng của mình trong cái cộng đồng chính mạch nó khá là vững. Và tất cả những cái thành quả ngày hôm nay có thể nói là nó là một cái quà tặng của Thượng Đế, một cái bonus quá lớn. Đúng rồi. Đối với những gì mà mình đã trải qua, nhiều người khác, chẳng hạn nếu mà Kim Hoàng ở trong hoàn cảnh đó bị bankrupt, bị phá sản và bị họ mất tất cả, thì không biết là có đủ vững tâm để đứng lên hay không. Và câu chuyện đó là câu chuyện mà Kim Hoàng muốn gửi đến cho quý khán giả để chúng ta thấy rằng cuộc sống thì nó rất là khó khăn. Nhưng mà không phải là khó khăn là chúng ta bỏ cuộc. Bởi vì như chúng tôi đã giới thiệu với quý vị, một người phụ nữ bên cạnh của Kim Hoàng đó là một người đã từng vấp ngã, mà vấp ngã một cách rất là đớn đau. Không ai có thể hiểu được cái cảnh mà không có tiền để mua thức ăn, không có tiền để đổ xăng, khi mà trong tay mình đã có tất cả. Không phải là từ Việt Nam mới qua đâu quý vị. Khi đó là đã có tất cả rồi, nhưng mà chỉ là một đêm tới sáng lại trở về là con số âm, chứ không phải là con số zero nữa, bởi vì xung quanh mình chỉ là nợ. Và cũng cái một cái sức mạnh vô hình nào đó mà chị đã đứng ngày hôm nay, đó là một cái sức mạnh rất là amazing. Và Kim Hoàng rất là muốn chia sẻ cái câu chuyện sự thành công này đến cho tất cả mọi người Việt của mình, không phải ở nước Úc mà người Việt hải ngoại nữa, bởi vì chúng ta sinh sống ở hải ngoại đã khó khăn hơn những người khác rồi. Về vấn đề ngôn ngữ, về vấn đề đất nước mà chúng ta achieve được như thế này thì chúng ta phải mãn nguyện và chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Thì không biết là trước khi chúng ta kết thúc cái chương trình đó, chị Diễm muốn gửi gì đến cho những người đang theo dõi phóng sự đặc biệt này hay không? Diễm muốn gửi là cái câu quan trọng của cuộc đời của Diễm á, là cái câu người ta nói á, có đức mặc sức mà ăn. Bởi vì lúc mà Diễm lặp lại cái này á, là cái inspiration của Diễm là hai đứa con của Diễm là Sophie, Coco. Với hai nữa là mình không bao giờ mình nghĩ mình có khiếu hay mình giỏi hay là mình conquer Australia hay the world. Mình chỉ là cắm đầu xuống,
mình làm ăn cái cách mà thật thà, một cách rất là có hậu. Mình biết mình là ai, mình biết người khác là ai, mình phải mình đi ra làm ăn là mình phải học hỏi, mình phải nể người ta. Thì dí hai nữa là Diễm quan trọng là Diễm người gốc Tàu, thì Diễm thích anh em mình làm chung, thì cái nào cũng vậy, Diễm không muốn take credit hết. Diễm được ngày nay là tại vì Diễm nhờ được mẹ Diễm, Diễm nhờ rất là nhiều người quý nhân ở ngoài đường, họ Diễm nghĩ là họ không bao giờ họ giúp Diễm, nhưng mà họ giúp Diễm rất nhiều. Cho một example là một người warehouse manager của Diễm là tên Ali, khi làm cho Diễm là lúc đó 2007 là Diễm trả cho Hy 100.000. Lúc mà mình bị mất tiền hết á, thì Hy qua Hy làm công ty lớn thì Hy không làm, Hy đi qua làm công ty cho Diễm. Mà Hy chắc thay khác là còn có 70.000 thôi. Rồi Hy cũng không có giàu nữa, Hy còn rút ra 50.000 Hy cho Diễm mượn nữa. Mà Hy không bao giờ, Ali không bao giờ hỏi Diễm là chừng nào trả tiền. Nhưng mà một cái ngày nay mà Diễm được sống lại là Diễm nghĩ là mình phải sống có đức, thì người khác lúc mà mình té, người khác mới là dẫn tay mình, dẫn mình lên. Còn hai nữa là cái uy tín nó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà giả dị tỷ Diễm không có tiền đi, thà là Diễm ở nhà Diễm ăn cơm xì dầu. Chứ Diễm mà hứa ai cái gì á là Diễm sẽ làm theo cái uy tín của mình. Cũng như mình hứa cái người đó ok, thứ năm mình trả tiền thì thứ ba mình phải trả rồi. Tại vì ba Diễm dạy Diễm á, cái tiền đi trước á là cái tiền khôn. Thì lúc nào mình cũng là làm ăn, mình phải go with the modern times. Nhưng mà có nhiều cái traditional and old values and integrity á, thì Diễm rất try to keep and embrace in my business model. Vâng, các bạn có thể thấy được qua những cái lời tâm sự vừa rồi thì chị Diễm là một cái người rất là coi trọng gia đình. Sở dĩ đứng lên được ngày hôm nay là cũng nhờ sự giúp đỡ của gia đình. Và có là một cái đó là một cái teamwork. Không nghĩ là gia đình mà tất cả những người nhân viên, những người đã từng hợp tác, họ cũng đã từng sẵn sàng giúp đỡ. Thậm chí họ hạ giảm cái mức lương để trở về làm giúp cho Kiều Diễm đứng được như ngày hôm nay. Và đó tất cả là những cái đó là một phần là nhờ sự may mắn, một phần lớn là nhờ cái sự cố gắng và cái uy tín bản thân. Bởi vì chúng ta nói thì chúng ta phải làm. Đúng rồi. Mặc dù là chúng ta không học hành cao nhưng mà chúng ta luôn luôn phải giữ cái lời nói của chúng ta. Cái hậu của mình rất là quan trọng. Và đó là những cái thông điệp mà chương trình ngày hôm nay muốn gửi đến cho quý khán giả. Bởi vì người Việt ở nước ngoài luôn luôn gặp nhiều khó khăn hơn người Việt trong nước, bởi vì chúng ta không phải là bản xứ và cũng không phải là quê hương của chúng ta. Nhưng chúng ta khi mà chúng ta bị té rồi thì chúng ta đừng có buông xuôi, mà chúng ta hãy nên tiếp tục đứng lên. Bởi vì đời người không ít thì nhiều, mỗi một người đều sẽ vấp té. Phải không chị? Diễm muốn add là một bữa nay Diễm want to say thank you very much to Nguyễn Hoàng. Là I admire you very much and respect you because you're supporting another Vietnamese woman. Để share một cái story mà Diễm cũng muốn share cái này là it's an opportunity for me to share to everyone, whether cái người đã trẻ hay là già hay là at any age. I just want to say all the odds are against me, and you know it just takes inner fire and resilience and hard work and determination. So if I can do it, anyone else can do it. Còn rất là quan trọng, nếu mà chị Diễm làm được thì những người khác cũng phải làm được. Đúng rồi. Và đó là cái kết của cái cuộc phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Yeah.